Đây là hộp đựng tai nghe chống sốc của Urin hàng chính hãng. Có mùi thơm nhá, cái này có mùi thơm, dễ chịu. Cái này nó bằng như kiểu là, này cái này nó như kiểu là nó bằng cái gì ý, chả biết được. Sờ êm lắm. Của Urin hàng chính hãng nhé, bên trong này. Đấy, đựng tai nghe và đựng cái thứ khác ngoài tai nghe, đựng cái nhỏ nhỏ như chìa khóa cái thứ. Cáp sạc cũng được. Đây là móc vào chìa khóa này. Hay phết, thơm lắm. Thế thôi.